Không cần để lực di chuyển vậy. Ê! Là lợ rồi. Có mặn có ngọt béo giết. Chào lớn lên. Chào bác nha, cái ông anh em là mua cái nón tiểu bác. 1 2 3 vô. Rồi, mời nha. Ok đã nè. Mua cái này nè. Cơm ăn mùa hóng quá trời luôn, mùa mắt rồi. Làm món gì anh Tiếu? Cá giáp với mớ tôm kho lạc. Kho lạc hả? Mớ rau mùi cua. Nói chung là cũng có tôm cái nhà ơi, mà do trục chặt xui rủi, trục chặt nhiều quá. Không cần để lực di chuyển vậy. Ê! Ướp cái cả nhà ơi, ướp cái cho nó thấm. Nấu cơm chín lên là mình kho. Cái đuôi cái chát. Đuôi cái chát. Tôm lắm nhỏ. Đơn giản à. Ăn biển mà mình nấu ướp đơn giản. Xíu đường, xíu bột ngọt, một tấn muối. Màu mắm mắt, mắt trắng quá, quá một trắng trắng. Dầu ăn cho nó béo béo cái vị cá của biển không. Ướp là nghe cái mùi nó xông cái kho lên rồi, mùi kho kho lên một cái nữa là không thôi bát ngát cứ nào chưa nổi. Đơn giản thì thôi nha cả nhà. Tôm cũng nhiều mà bị hút suôn sẻ lắm hả cha? Tôm cũng ngon rồi. Te mảnh quá, te
cá nè, hành nè đồ nè, hành tôm càng. Mà gì quá. Rất tè banh chành này. Mấy tè giác sâu, tôm quá tôm. Ký mấy 2 ký. Mà nước lớn rồi. Rất tèm luôn mà. Dịch dính rác nữa. Rau, cái khô lạc chấm rau. Cái cua. Cái cua cả nhà ơi. Này rửa chưa? Sạch rồi. Sạch rồi. Của ma nữa đó. Rồi chấm cá khô là hết sảy rồi. Nữa rồi lạc bông lột rồi đó rồi. Đè đè xuống rồi, để bung. Rồi, bắt lên khô luôn. Nó đó này. Cá khô còn quá. Rồi con cá bung được cơm cả đây. Rồi con bung được cơm đi con khô này chưa? Đang săn lên. Cứ từ từ. Dấp quá nó lủng lỗ cao. Xíu nữa là cực khổ sẽ sôi qua. Sung sướng sẽ quay lại. Không cực không cực chứ mình đánh bắt được những cái món thiên nhiên lên mình nấu mình ăn là hạnh phúc lại. Cá quỷ. Cá này luộc chấm mắm me nấu canh chua cũng ngon. Cho miếng nước nha cả nhà. Cá cá hơi nhiều cho nước nhiều chút nha. Thôi lát nữa rút nước xuống ở thấm vô nè, con cá là ngon nè. Mở ra. Thứ nào chịu nổi. Ở trong có gì đó. Cá nước mà lợ lợ có mặn có ngọt béo ghê. Rồi,
Trứng. Nó lấy cái dĩa ra là dầm ớt đi, bỏ nước ra chấm rau luôn. Vậy à. Cá kho chết luôn thì chết. Cứ lạnh nhiều lắm. Rồi, cho hành ớt. Hành ớt là công đoạn cuối cùng tắt bếp nha cả nhà. Rồi cũng mời cả nhà về ăn cơm luôn nha. Quá hấp dẫn. Cho mấy đầu hành lâu lâu chút mới sống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Xong. Lấy cái nồi lao ra. Cái nón cá nóc của Dương Ba là ở ngoài cột khơi mới có. Mấy người đi ngoài khơi á mới có cá nóc bự. Mấy người đi ngoài khơi bữa nào cào vô cá dứa 10kg lóc da lên làm. Chơi nón cá dứa. Quá độc, cái nón quá độc. Quá làm sương chơi. Cơm cá kho cà lạc đầu chín rồi mà cả nhà dùng cơm uống ly rượu luôn cả nhà ơi. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm với lại gia đình mình luôn. 1 2 3 vô. Rồi, mời cả nhà. Đi ghe mà có rượu là thấy cũng có lý vậy. Mình đây thì có mấy chiếc ghe cào của mấy cô chú này. Đồng kế bên. Đói anh. Đói quá, đói rồi sặc luôn. Cái gì anh yêu khúc cá cháp nha. Béo quá. Cá sóc cháp xong gì đặt đặt sâu. Cái bữa mà hôm nay có dầu ta. Ừ, béo quá. Có. Con coi nãy ra mở gần gần á. Tuyệt vời. Đúng bài luôn á. Quá ngon, quá ngon. Cá kho lạc với cho hồng cua. Vậy đi diễn nay ba mấy năm nay mới chở xuống đi với em một bữa. Ba thì làm nghề buôn bán. Hồi đó thì cũng có đi ghe hả Dương Ba? Đó giờ Dương Ba có đi biển chưa? Đi cũng mấy năm.
mấy năm rồi? Mấy năm hồi lúc mà mới gặp cô A. Mới xin ngủ vậy. Rồi bây giờ lâu lắm rồi mới đi lại. Đi hồi anh chưa đẻ, nay anh 30 rồi. Đây ba mấy năm rồi. Bà đó đi ra hơi bộ. 90 năm nay 2003 30 mấy năm rồi. 34 năm. Vô. Cái này quá hấp. Làm vài ly cho tiêu cả nhà ơi, chứ chủ yếu là ăn cơm, uống vài ly cho nó tiêu. Sâu thì cái ly này nó cả nó hơn nữa ly rồi. Này dùng tôm nha. Này cá còn lạc là còn cua cả nhà. Tôm càng này hơi nhỏ, còn thấy tôm càng lớn rồi bỏ rồi, chưa bỏ lại rồi. Mở nó nè. Đó bé quốc luôn nè nè. Cá trong đây sạch bông. Đã. Mang từ từ mới diễn tả được. Đang ăn diễn tả chặt à. Ngon có còn rạm nữa hả? Không mà mất cái trứng gì mà mình cứ mình đi xuống biển rồi mình nấu đồ cái ngon à. Nên bờ nấu ăn cho ẹt. Hay là cái vị xuống biển ăn nó ngon ghê luôn. Rạm nhỏ mà gạch không chấm rau. Rau này rau thằng vua ở nhà trồng luôn, trong số luôn cái nhà. Cái nhà hái đang theo không thuốc men, không nhưng mà là sao tự nhiên ha, thiên nhiên ha. Mốt hai cho con sắm chiếc ghe để dành hai con mình đi lâu lâu đi ra bắt cá ăn. Mũi là dài phát chứ có cái càng kiếm cá ăn để về gì nhỏ vô mới gặt nhỏ 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 ra mà xưa làm gần 40-50 triệu thôi rồi đi lộn rồi cái nhỏ là càng có đi càng quá mà lắp còn trắng còn ghê lắp còn hữu luôn hữu luôn cá là hứng mặt mà béo quá chứ. Cá là người già, trẻ em, ai ăn được. Chát. Đứa chỗ nào ăn. Cá này nhớ hồi đó cho đi cào ở ngoài khơi mới có được. Còn te khu vực mình thì không có. Ở đây thì trong sạch mà có mấy cá cháp. Ở đây thì gốc gác quá. Bằng nóng xuống lọt lên lại đây, nhảy xuống dưới. Càng là thằng kia mới ổng mò bãi rồi cây nọ cái chà bá chà bá. Nó máng gạch nó móc rồi ta lại không có thét. Cái mùi gặp vừa đi, chảy được cái đầu của cái nếp, cái tè. Rút cho là mới nhánh. Cái số vừa cái sổ nè, anh kia cũng sổn sổn lên á. Nè, bị móc gặp đi. Thấy được trên đây nó dịch dục bạc 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 nó đi luôn rồi. Nó mới nghi rồi về, đi luôn. Đi nó muốn dịch nó chết luôn á. Vô. Vô, Quýu ơi. Vô. Vô. Nhà. Lâu quá. Gặp tôm tú này với cóc rũ đế nè. Tôm tú. Tôm sú với tôm sú. Chiều về cái mũ xẻ tay cũng. Mà cả nhà nha. Quá đã. Uống vô chừng 5-7 ly ba con mù mắt này không bao giờ dám chích mình. Để có phát tiết ra đâu còn. Tôm sú cả nhà ơi. Chắc nổi luôn. Thịt không? Quá thịt rồi. Mở đây là mở cá vậy thôi. Mở cá. Với cũng là nãy cũng có bỏ xíu ăn cho tạo độ bóng á. Kho cho bóng nước nó ngon mà mình mở cá ra nhiều quá. Tôm thì nó kho mình kho nó chưa có thấm vô nên mình phải quét vô cái này nha cái nhà. Đó, ngâm vô đây với một cọng hành
Rau nữa. Rau vô nữa. Rau cỏ. Càng cua. Này thấy ốc cao nhiều. Quá trời. Ủa trong đây ta đi qua bên cửa đại hay sao? Chạy về cửa đại vậy. Cái ốc hút vào đậu luôn chứ. Có miệng cái ốc mà. Cái ốc mở luôn gì cái đóng luôn chứ. Mở cái ốc ăn mỗi xịt vậy. Thôi được không ngọt. Mở cái ốc thôi ạ. Mở cái tối nha, cái nhà cái đó này vừa là bướng nha, quá trời đó. Ở đây là ba cái sông biển, sông nước, quá biển. Ngọt, ngon. Tối giờ trên bờ thì là không bao giờ ăn qua cái ở dưới sông nước được. Tất cả những cái gì kho đơn giản, làm đơn giản mà cái món nào cũng ngon. Cái chất màng màng của dòng nó rõ rồi ha. Cá kiểu sống lên mới về lên là mình ăn liền nó ngọt. Gấp ra luôn quá. Cái này là béo, thơm, cái gì thơm. Nó là nó khác cái gì cái cá mà lên trên bờ người ta bán muối quanh cá rồi. Dạ, rất ngon. Vậy là cả nhà coi cái clip này mấy anh em ở đây làm một bữa cơm ăn nhỏ thì nó là cái hương vị rất ngon. Cá đấu đã mà đậu rồi. Đã, nấu canh nấu canh măng ăn đã đi. Mềm. Măng nấu canh chua. Mắc chích quá. Vô. Nó mắc. Con gốc. Vô. Lấy cái thằng tha vô mà. Đúng rồi, nãy tha vô đỡ á. Vô, mời nha, vô. Vô. Nếu làm ăn tại vì đi nó bị trục trặc này kia nhiều quá chứ không ngon lắm à. Hay mình đánh mấy giác thì cũng có màu sắc được mớ tôm càng với bộ tôm ít đâu. À, để chả bổ gì. Đi mà xuống xe ngon lành khỏe lắm. Nếu mà ngồi ăn nãy giờ mà đi xuống xe mà ngồi ăn kiểu này gọi là mỹ vị dân gian á. Đi hôm mình bị trục trặc nên mình cũng hơi buồn cái dạ. Được bao nhiêu tuổi rồi? Cá nhỏ mà nấu mà cái bụng nó mở dữ dằn người ta. Hả? Ừ, mở mà. Mà cái bông mà. À nói cái đối tượng này là cái mở không? Bông nữa. Mà cá này không mặn á, nước đợt nước trước nước đêm á. Mình teo con nặng lấy cát gì thôi nhá. Chỗ ấy thôi. Nổi gần lại chạy vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có, không có mà. Rau sạch. Đúng không? Hai lạnh. Phát mọc thì uống không chứ. Cũng lại thì nghỉ. Nhấp người lát ngủ lát cái bếp ga cái mình okay. Nóng lớn rồi đó. Có hết luôn chứ nhấp từ từ dọc rồi vô. Thì nhấp chứ sao? Có hết luôn rồi về chứ. Rồi thì nó lớn rồi nó kêu uống nhấp rồi mau hết chứ từ từ hết. Nước cũng bắt đầu chảy vô rồi nha. Uống đá thôi. Cơm xong rồi chảy vô rồi. Rồi đi gặp cậu Trung đậu xe lạc. Trên đây nguyên cái bãi cát. Có nhậu đậu uống phê không? Về đây tụi hay đâu? Về mấy ổng. Ở đây đậu cũng nhiều lắm. Dạ.
lấy dài ra. Chim. Dài lắm luôn rồi đó. Rồi ghe mình chở luôn rồi. Chở mũi luôn. Vô tới bến này, giờ trời mưa tùm lum. Nhà đem cá mắm cá về cả nhà ơi. Được mớ tôm này chắc hơn 2 kg rồi kìa. Với mớ tôm lắm như nhỏ vậy nè. Miếng cá. Mưa quá mưa. Đem nguyên xe lôi vô tính chở nguyên xe lôi cá luôn nha. Chở được có 2 bịch. Thôi thì cũng xin dừng clip tại đây nha. Hẹn cả nhà vào clip theo. Mời cả nhà đã xem video. Bye bye.